Rồi, hello anh em trong ban mà tôi quắc nha. Hôm nay số đồ thiên kim cũng có lên một quay reel mới gửi tới anh em, mình gồm có 47 mẫu đồng hồ cho anh em. Cách mua bán bên mình chỉ như cũ nha, anh em tin tưởng chuyện đủ thì mình sẽ bao ship tất cả mệnh giá nha anh em. Anh em mua hàng liên hệ cái vô Zalo của mình nha anh em, thì anh em cứ nhắn tin qua nha, nhưng tôi chốt mã này anh em cứ nhắn tin qua. Thì mình quay tới cái đồng hồ nào đó, ví dụ như anh em ưng ý cái này thì anh em chụp cái màn hình lại, nó chụp cái hình mã lại, anh em gửi qua cái Zalo của mình thì mình sẽ trả lời cho anh em nha. Còn hết hoặc là mua bán thì mình cũng dễ dàng hơn nha anh. Rồi mình lên con đầu tiên cho anh em luôn nhé. Này có mấy mã tự xử. Cặp này mình để cho anh em là 600 nha anh, 600. Hai con cơ nha anh, cơ cót 24 di nha. Thằng này thì tháo máy được, tháo máy được. Còn này thì chưa tháo được cho nên này nó khít quá không biết đường tháo nha, đó, khít ghim gì nè. Mà đâu có biết chỗ nào đâu tháo, nó sát quá. Này cũng cơ cốt mà nó còn mới. Đó, em thấy cái răng nó còn luôn, cạnh đầu sắt bén luôn, chưa có mòn miếng gì ha. Nó bị cứng cốt rồi nè, mặt thì dơ ha. Mình mua cái này với cái này. Con này mặt còn đẹp nè. Mà kiến bể mình về mình sàn cái mặt này qua đây thì nó bằng kích cỡ nha, bằng trang luôn á, nó khác đời thôi nhưng nó bằng trang. Thì anh em sàn cái mặt qua đây thì anh em lau dầu lại là xài thôi. Còn anh em lấy được cái bộ vỏ này nữa nè, con này 24 gì ha, 24 gì. Mấy con này thì mình mở được con bên đây thôi anh em, để mở cho anh em coi ha. Nó cũng rất là thích luôn, cái nắp nó dày lắm, nắp cái dòng này nó dày cực kỳ luôn, nó gầy ra gì nó, cái kiếm này thì cũ rồi, cái vỏ này còn êm ha, vỏ thép đó, mặt nè kim cọc đồ đẹp ha. Mặt này về mình sang qua mình xả thôi nè, mặt cũng còn khá ok ha. Mặt con này còn đẹp nè, nó chưa có bị gì hết. Máy thì con này máy nó máy này nè, máy còn ok nha, máy còn còn ngon đó. Máy nó 24 gì vậy nè, dòng này chạy 28.800. Để mình test cho anh em coi chơi nha. Cái này nó mắc cái núm thôi nè, cái núm nó cái dạng nó có cái ngàm, cái núm nó gầy nha, núm gầy nó có cái kẹp vậy nè, núm kẹp á, đút vô nó kẹp vô cái cây chốt này dặn thôi chứ không phải là nó gãy nha. Đó, máy còn hoạt động ok thôi. Đó, mình ngưng bóp nó còn chạy được một hồi nha anh em chứ không phải là nó bị hư nha. Đó, nó còn chạy được hầu vậy thì nó còn ok, anh em về chế cháo lên cho nè. Nó đề máy nó 24 gì, cái nắp nó rất là dày luôn nè. Thì mình nghĩ con kia bên kia chắc nó cũng máy này thôi, nhưng mà con kia chưa tháo được. Mấy cái này thì nói chung là tháo máy được mới là mới quay cho em coi được cho anh em, còn mấy con nào tháo không được thì nó tháo không được nha. Chứ không có gì phải giấu giếm, tại vì khi nếu cái loại nó mình không có biết tháo cố tình không biết đường tháo thì nó sẽ bị hư cái vỏ nè, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tại mình tháo không đúng ngay cái chỗ mình cần tháo, mình tháo tầm bậy thì nó rất là dễ lại phá hư cái đồng hồ nha nè. Nếu mà nó không hư thì nó cũng què sụi, nó chạy chủa hết thì đâu bán đâu ai mua nữa đâu. Cái này chủ yếu bán cho thợ, thợ về tự làm đó. Cặp này 600 ha, để đo xay luôn, vỏ thép hết nha, xay cũng to đó, ngang nó cỡ 27 mấy nè, dài là 35 ha, ngang 27 dài 35, 35.5, mặt dài 7.5. còn này anh em để ký kỹ nha, cạnh đồ còn sắc sắc cạnh luôn á đó. Đó cái đồng hồ còn rất là mới, sắc cạnh hết nha, không có bị mòn. Tại do cái này hàng tồn nó không có để lâu quá, nó không bảo quản tốt nè, rồi nó sinh ra cái tình trạng là nó bị cứng, bị móc mặt đó. Về mình độ chế là ha, cặp này bằng kích cỡ nha, hết đơn con thôi đó. Cặp này để cho nên mình 600 thôi, nhưng con 300 hai con ha. Con này còn đủ núm nha, con này thì còn mắc cái núm còn ti. Tiếp theo mẫu B là con này bữa nay cũng sale luôn, 220. Dòng này dòng pin chạy bình thường nha, con này chạy bình thường, kính đẹp, kim gọt vàng ha, dây vỏ thép đúc đặc, thép không gỉ toàn bộ ha, chống nước 5 ATM nha nè. Dòng Lancaster này nó chạy máy vàng nè, máy vàng khè luôn, đẹp lắm, máy của Citizen nha.
nhưng mà đeo xem giờ chơi thôi, nó đeo đi làm đi gì cũng được, nó cũng khá mỏng nha nè, dây nè cũng rất là đẹp. Giá thì giá của chuột chết nè, dễ ghê luôn. Con này đeo là cứng khừ luôn đó, quá rẻ cho con hồ nè. Nguyên con thép đúc gì anh em bỏ ra có 200 ngàn, 220 bao ship, mua mới tiền triệu á. Xe 34 ha, càng dài 38 năm, 6 ly 6, 2 xì 2. Mã C này thì 400. Con này mình anh em nghe kỹ mô tả nha, nó là nguyên si luôn, không có hư cái gì, chạy bình thường, mặt đẹp đàng hoàng ha. Nó chỉ bị gãy cây ti, nó gãy cây ti, nó mắc núm. Mình có cái núm của Citigen, nó mình gắn qua nhưng mà do nó không đủ kích thước, anh em nghe kỹ nha. Cây ti nó gãy rồi thì nó sẽ bị mắc hết khúc nhỏ thôi. Thì mình gắn cái núm vô được, nhưng mà nó đã bị ngắn rồi nè. Cái này về anh em nấu ti lại nha, nó ngắn chút xíu à. Nhưng mà nó không có ăn vô được cái máy. Nếu không là mình gắn được rồi, nó bây giờ chỉ lên cót được thôi mà test máy được đó. Nó lâu lâu nó bị nhích kim cái, giờ chỉ gắn vô lên cót cho nó chạy chơi vậy thôi. Nó chứ nó không có ăn được nha anh em, tại nó hơi cục. Nó phải dài thêm chừng 3 ly nữa là gắp được cái máy này. Thì anh em về tự xử cái vụ cái ti nha, nấu ti hoặc là em kiếm cái ti khác, nó cái núm thì có sẵn rồi. Núm này cũng rất là vừa, núm của Citizen chính hãng luôn đó. Có chữ C nè. Mặt đẹp ha. Kim cọc đồ cài đá đen, đang chạy tốt. Máy thì máy tinh. Vỏ thép nha. Con này thì về xử lý cái núm này thôi, con máy này thì xài vô tư rồi, máy chắc. Dòng này tới 21 chân kính nha nè. Chân kính bọc vàng đồ ngon lành ha. Vỏ thép. Thì anh em về xử lý cái ti lại, anh em nấu ti hoặc là anh em kiếm cái ti khác thôi, nấm có rồi. Nói chung bán thì cũng giá bình dân thôi, không có cao tiền đâu, có 4 xị thôi đó. Lên có thì chạy thôi, nhưng mà chỉnh không được, tại giờ do cái nấm cái ti nó chưa có gáp vô cái máy được, nên nó chỉ vô đường khúc dặn lên có được. Thế có sao báo dậy cho anh em. Xe 34 ngàn ha. Hôm này nó không mua quanh vàng tới 41 à. Này đeo ok, mình cũng thường bán cái dạng này nè, con này còn đẹp lắm. Lên dây đeo thôi. Mặt này 400 ha, mặt này 400 mà xử lý cái ti đó là rất là dễ cho mấy anh thợ thôi. Mấy anh thợ mấy cái này chuyện đơn giản thôi. Thay cái ti dặn nấm vô chưa được 5 phút nữa là xong rồi. Tiếp theo mã D con chân sau này là mình sale giá bèo bọt luôn nè, 220 thôi. Còn chạy full chức năng ha, kính đẹp, chưa miếng chày nha. Kính này còn rất là đẹp luôn. Nó thì tình trạng nó còn vậy đó, nó còn khá ok thôi chứ không có gì cũ gì đâu. Tại mặt nó mặt màu nâu, nâu lông chuột, chứ anh em nhìn ngoài mấy cái này sáng lắm. Dây khóa thì thay mới chứ không phải dây ghim, khóa ghim nha, có báo thị. Chỉnh lịch thì lịch ngày chỉnh bình thường ha. Lịch tháng cũng chỉnh bình thường luôn nha, nó có lịch ngày, lịch tháng, lịch thứ. Và lịch chân sau, nó đang chạy đúng giờ nha anh em. Thứ thì mình quay 24 giờ nhảy thôi. Con này nói chung mình mua sưu tập đồ chơi. Giá thì quá bình dân rồi, xe 35, 34, 35 đó. 41 ha. 9 ly 3. Trời. Mã D này 220 nha anh em. Chụp hình gửi Zalo nếu mình nên mua. Qua coi gọi điện thoại thì nếu mà gọi chưa úp máy thì em cứ nhắn tin để lại như tôi chốt mã A, mã B, mã C gì đó, anh em nhắn lại cái được. Mã E này thì 220 luôn, con này con A3. Con A3 này con năng lượng như nào, bán bằng rẻ hơn tiền cục pin luôn. Dây vỏ thép hết nha. Dây vỏ thép hết. A3 của Seiko năm đó, thép không gỉ toàn bộ ha. Cái bản này lắp ở chung chạy máy Nhật, máy của Seiko nè. Pin năng lượng nắp rất là thích luôn. Mấy dòng này anh em đeo nước ok. Mấy dòng này đeo nước tốt nha. Hàng si thì mình không có bao. Hàng si thì không bao nước nhưng mà đồng hồ có chống nước nha anh em. Chắc giờ quen luôn nè. Giờ quen sáng nè. Giờ quen còn sáng trưng nè. Mặt chưa dày xước luôn. Con này mặt còn đẹp. Có lông mèo rất là nhỏ xíu.
dạng nó có hai lịch đó, thì mình mua mình đeo xem giờ thôi, xem giờ đi làm nó rất là bền, 36 ha, còn khá mới nha nè, 42, 9 ly 5, nhỏ chưa bị cắn móp gì hết, dây dài ha, lên tay thử cho anh em coi chơi, nó đeo cũng rất là lịch sự nha. Giờ mình mua mới mấy con này cũng tiền triệu chứ đâu có ít nè, mấy form mà vỏ thép mà năng lượng nè, dây 17 năm đeo vô tư ha. Bây giờ bỏ có 200 mấy như mua cục pin thôi, cục pin nó có tệ lắm, cũng pin năng lượng mà pin MT 620 á thì nó tệ tệ cũng 285.000 một cục rồi. Còn mấy cục pin 920 rồi pin mấy dòng pin 516 pin 520 gì cũng mắc tiền hơn em, có cục 7-800 e tới mã F. Con Casio này mình cũng sale lên đây, sale còn 450 ha. Con này đẹp can nha, con này hàng như trong hộp mới khui luôn á, mới lắm, giá mới mấy triệu bạc đó nè, sớm màu ghẻ chứ. Dòng này Casio vỏ vàng này nó cao tiền nè, nó tới 6 kim ha, nó có lịch ngày, lịch 24 giờ và lịch thứ, nó chạy rất là chính xác nha nè. Thì mình mua mấy con này mình đeo rất là đẹp luôn, diệt nguyên cây ha, chưa lai tập đó. Dành cho anh em tay vừa phải thôi, tay nhỏ thôi, tay cỡ 16 trở về thì mình sẽ đeo được cái mẫu này rồi. Mẫu này nó cũng xây không lớn hung như nè, nó lanh quanh cỡ khoảng gần 35 34 mấy, nếu đôi đây là chuẩn nè, chuẩn của nó 34, càng thì nó cũng dài nè, càng nó gần 40, cái chiều dày nó 8.9 ha. Rồi mã này dây da thì còn mới tinh nha, dây này bao anh em bóp nha, dây dẻo đeo bền lắm, dây zin của Casio nha. Còn mã này bữa nay mình double cho anh em luôn, sale rẻ là 2 con 250 nha, bữa bán 1 con 150 nay sale 2 con 250 luôn, chuyển đủ vẫn bao ship ha, chạy hết nha, dòng này cơ gót chạy chính xác, nó là hàng cũ rồi nè, mấy dòng này cổ rồi nhưng mà chạy còn ok lắm, này vỏ thép nguyên con ha, dòng sản xuất tại Nhật, dây da theo nó bán luôn, anh em còn đeo tốt nha. Con này cũng vậy nha, con này của Seiko luôn, 17 chân kính thôi, lên gót chạy bình thường, con này 2 kim thôi mà khi có xước con mèo, nó cũng sản xuất tại Nhật luôn ha, tên lít tiêu toàn bộ nha. Còn hai mã này 250 thôi, mua sưu tầm chơi đó. Nó cũng có xuất sắc chút đỉnh nhưng mà còn đẹp nữa nè, thuộc dạng cơ cổ mà còn đẹp còn chạy. Con này thì hàng pin nha, hàng pin mà nó mới lắm, con ô đen nè, mặt nó khảm chai nè, con này mặt khảm chai con nữ đeo đẹp nha, tình trạng còn cũng khá mới nha nè, mới lắm đó. Dây nè nó có lâm nhâm cái kiểu mà để đóng, con này cả con kia nó có nhâm nhâm lông mèo nhỏ xíu chứ chưa có cắn móp vậy nè, còn trắng tư, cái tem nó chuồn chưa có bóc luôn nè. Hàng này thép không gỉ nguyên con ha, thép không gỉ nguyên con, nắp nó rất là sát nha nè, nắp khít lắm đó. Mở con này lấy máy ép máy xuống, mặt đẹp ha, dây thì dài mênh mông, dây đúc đặc đàng hoàng ha, hai sĩ oren mặt khảm chai, mua cho mấy chị em mình đeo nó vừa ghẻ vừa bền là con này nè, size 265 khẩm chai thì đeo đẹp nha nè, 33.2 dày là 6.9 còn siêu đích đó. Hai sĩ thôi, mặt khẩm chai đẹp nha. Tiếp theo con này tự xử nha nè, con này bị vuột núm, con này cũng mất còn rất là mới nha, vuột cái núm này không biết sao vuột cái núm bà mẹ, vuột cái núm dù cái núm mà cũng đâu chỉnh gì được nè, nó bị dù cái lẫy gì chóng mình không có sửa được, mình không biết đường sửa, sửa sợ gã máy đồ nó hư thôi, chứ đây nó bị dù cái cốt nữa nè, cái cốt nó rớt còn mất tiêu rồi đó, nó có cái cốt để cái cốt tròn á, kim đây thì thợ mua thôi, thợ thì mấy cái này nhiều lắm, găm vô là xong. Bản này còn rất là mới đẹp nha, mết vỏ thép không gỉ toàn bộ á, a tan lít tiêu ha, chống nước 100m. Con này thì độ mới nó còn cao, này có size kính còn đẹp lắm, đó. Trắng tinh nè, kiểu dáng cũng đẹp nữa, bán 180 về mình
bỏ công mình gắn cái cốt lại đó. Sửa cái cốt lại với gắn cái chốt này lại là mình xài thôi. Con này không biết có giả quen gì không ta, con này giả quen còn ha. Kính đẹp, xây cũng to, xây đo không tính núm nha, 37 43 ha, mặt dày 10 li nắp. Rồi con này 180 nha. Con L này mới cống nè, bộ vàng nè, kính đẹp ha. Cái mặt nó màu kiểu nâu nhẹ, nâu nhẹ thôi, cái này màu xám nhẹ đó. Kim cọc vàng ha, cọc 12 giờ đính viên đá, cái niềng nó làm đẹp nha nè, vàng còn đẹp nguyên ha. Bản này nó được sản xuất tại Nhật nha nè, dòng sung lót là lắp máy lớn nè, đó ra bằng AH, đẹp can nguyên con. Lụa này đeo rất là dễ thương, mấy chị nữ nào tay trắng trắng đeo đẹp lắm, đeo lên rất là sang và đẹp nha em. Có 320 thôi, giá bằng 1/10 ban đầu thôi, sợ không được nữa. Mấy hàng lụa vàng này nói chung giá mới đắt lắm nha em. Nay hàng mới về cũng nhiều nha em, còn nhiều lắm, còn nhiều hàng mới lắm. Hàng cũ thì mình đã giảm giá toàn bộ luôn nè, con nào cũng giảm hết, cho anh em dễ mua nha, không giảm ít thì cũng giảm nhiều. Tiếp theo lên cái con này đây cũng sale luôn, 5 xị. Con này ga đô 2 cá, máy soi gương đẹp lắm, còn chạy ok, chạy chuẩn luôn, cầm lên là nhúc nhích rồi đó. Cô vừa có tay vừa có lịch chỉnh nhanh được cái năm mà chỉnh 9-12 ha, chứ không có chỉnh được cái kiểu mà dặn ra là chỉnh liền nè. Khi anh em xây qua 24 giờ mặt thì mặt nó bắt úp thì nó nhảy lịch đó, nhảy lịch rồi anh em trả về, anh xây qua thì nó lên lịch mới ha. Cách chỉnh lịch cũng rất là mau thôi, chứ không có gì lâu anh em, đó xây vài vòng thôi. Thì cái nhà sản xuất người ta làm như vậy thì mình cứ chỉnh theo vậy nha. Con này cơ bản thì nó còn đẹp lắm đó, xước nó cũng còn luôn mà. Dòng hai cá ngựa. Máy đó thì mình cũng có quay lại như nào, máy đẹp lắm. Thì mua sưu tầm là chính thôi. Cái máy con hàng cổ này về mình đeo bình thường cũng được, nhưng mà chủ yếu là mình sưu tầm thôi. Máy nó đây. Máy còn rất là mới nha, sáng thật luôn, đẹp lắm. Mình có con nam rồi, mình mua thêm con nữ này nữa nè, mình chơi đủ gặp ha. Máy rất là mới giờ chạy tốt như nè, sáng trưng con sấy đẹp lắm, đánh văng đẹp. Mã này có tặng thêm cọng dây nha nè, 5 xị Galo 2 cá. Con này của nam thì nó tầm mới còn ngon gì, nó cũng 2 triệu mấy nè, xây 22 ha. Nữ thì đồng hồ của nữ thì nó không có giá trị gì nhiều bằng của nam 29, mặc dù máy ga thì nó cũng tương đương nhau, 10 li 7 ha. Tại Việt Nam mình nhiều khi nữ đeo vàng thôi nè, không có đeo đồng hồ, ít đeo đồng hồ, có một số ít thôi. Con này cũng sale 180 luôn, hai máy. Mặt xanh đại dương ha. Hai máy hoạt động độc lập. Máy Nhật nha. Dây đã thay mới rồi, về đeo thôi. Chạy hết. 180k thôi. Pin thay hết rồi. Bán kiếm tiền pin lại nè. Xe của nam nha. Ngang nó 26 năm. Dài nó 48. Đó, mình đeo cũng có cái gì nó hay ho nha. Nhìn cũng ác lắm nha, độc lạ. Con này thì mình cũng bán 170 luôn, N2. Con này con Swatch ha, Swatch mệt. Lịch điều chỉnh ok nè, đang chạy ok đó. Lịch chỉnh ok đó. Đây là bữa 28 tây nè, chạy chuẩn. Dây là 2 dây giả bò, 170. C
xe 34.000, dài rơi vào khoảng là 39 10 ly. Con bơ sành này mình để cho anh em 350 ha, mã N3. Con này thì dây phá không zin, mặt đẹp ha, vỏ đẹp nha, dòng này vỏ còn đẹp, dòng này chạy máy lớn, nó có chức năng lịch tháng, lịch ngày và lịch thứ chăng sao, lịch thì còn chạy ok, giờ đang chạy chuẩn nè. Mình dặn lên đó, dặn xuống thì lịch tháng nhảy, nó như tháng 7 thì chỉnh tháng 7 đó, dặn xuống lịch ngày nhảy ngon lành hết ha. Lịch thứ thì mình sang 24 giờ nhảy nè, nó chăng sao thì nó chạy theo kim thôi. Con này N3 34 và cái xe mặt dài nó rơi vào tầm 40, dài 7 ly 2, rồi con này 300 350 chứ. Tiếp theo lên cái mã hộp này bữa nay mình cũng sale luôn nè, bữa nay mình sale cho anh em con này là 520k thôi, có sale rồi nhưng mà vẫn sale tiếp tục như nè, 520k thôi rồi sale xuống 50 nữa ha. Con đồng hồ này xe to 6 kim 3 cốt 1 lịch, dòng này của Seiko nha nè, dòng PDR này của Seiko ha. Còn cũng khá đẹp nha, kim cọc cà đá đen, có dạ quen, còn mắt dây luôn, đúc đặc, dây thép đúc đặc, zin nguyên cây ha, mâm lít sấy. Nhìn cách in cái dòng chữ thì nhìn là biết của Seiko rồi nè, nó không chạy đi đâu được hết, được lắp ở chung ha, chạy máy Nhật, thép không gỉ chống nước 100m. Thiệt này nó 6 kim 3 cốt 1 lịch thôi, kim cọc thì cà đá đen ha, nó đính cái đá đen ngay chính giữa cái kiểu cái cọc như nè, cọc nổi chronograph nè, đó, chạy bấm dừng ha, bấm trả về. Kim giờ chính là kim góc 9 giờ, đó, có lịch, một ô lịch nha, kính của lông mèo, nó có vết lông mèo nhỏ, lịch này nằm ở góc 4 giờ rưỡi nha nè. Xây mặt của nó thì xây cũng to, xây 39 nha, nguyên cục thép luôn, 48, dây là 10 ly 5, dây thì còn hai mắt dư nha anh em, khỏi lo nha nè, hiện tại thì nó còn tháng tay 18 hơn rồi đó, đây cũng khá đẹp nha nè, còn mới đẹp thôi chứ không có gì, thì giá cũng bình dân là có 520.000, chuyển đủ vẫn bao ship, coi như anh em chỉ bỏ ra 500 mua con này xứng đáng đồng tiền anh em ha. Nhà quen còn sáng trưng nha, mắt dây còn hai mắt năm sĩ. Mã H2 500, H3 400. Con này mới cống này mà anh em có nhiều khách hỏi hẹn hò riết cũng không lấy nha nè, rất là mới đẹp luôn. Con này 400 này sưu tầm giá bằng tiền mũ dây, dây bò nguyên tấm xịn sò luôn, kiểu dáng cũng đẹp, con này mới nguyên ha, mâm mít còn siêu, còn siêu như đông ha, chưa bắp, thép không gỉ toàn bộ, bản này nhìn nó đẹp lắm, neo rất là ôm tay luôn, dây mới tinh luôn, chưa có miếng chạy gì trong dây hết nha, dây này nhảy ngon lành đàng hoàng như nè, chứ không phải dây bỏ hộp mà lâu ngày nó hư, nó bị chóc mẻ gì nha. Xe thì cũng vừa phải chứ không bự cũng không nhỏ, xe 36 thôi, độ dày của nó rơi vào khoảng 9 ly rưỡi ha, mới cống luôn, hàng hộp thì anh em khỏi lo về độ mới nha, mình có thể mua tặng được, giá thì cũng bình dân thôi, có 4 xị thôi, còn hàng hiệu. Nguyên hộp 400.000. Tiếp theo mình lên cho anh em mã ớt nha, bữa nay mã ớt nha nè, ớt 1, con này mình cũng sale xuống 650, rất là chạy thôi, chạy kim rúng hết nè, máy nè, qua xe đông con thân tim nha, dọc này hàng này hàng dựng thôi nè, hàng cái kiểu mà hàng 11, hàng sao chép đó, kêu hàng pha ke đó, nhưng mà hàng này vỏ thép nha, bản vỏ thép tốt nha, chứ không phải vỏ xi,
bắt ốc hết nha. Cái con này hàng chính hãng thì nó sẽ rơi vào khoảng 6-700 nha nè. Qua cho con tân tin đó, chạy này chạy kim rúng ha. Kính này có sức lông mèo, nó có sức lông mèo góc 12 giờ nha. Còn lại thì đẹp, dây thì dây da bò, dây tốt đàng hoàng ha, đầu dây 20 phá zin theo máy còn nặng lắm nha. Máy cơ có hỗ trợ có tay nè, xe 34 ngang vừa đeo lắm, dài là 65 ở 46.5 chứ 13 ly 1, đeo lên tay rất là vừa phải nha, đẹp lắm đó. Tay mình là đeo được rồi đó. Con này thì anh em mình nghĩ là tay 15 15.5 trở lên là đeo được rồi, nó chạy về phản tới tay 17 năm trở lại thôi, nó cũng khá ok, nó không nhỏ mà nó không bự, nó vừa đeo lắm, chạy cũng rất là chính xác nha. Có trợ cót cho anh em mình luôn ha, vừa có cót mà vừa có auto thì đeo ok thôi. Giá 650, giá sale nha nè. Con này cũng sale luôn, còn 8 xị bán xả thu hồi được, cái nhiêu thì thu hồi nè. Mấy con này nhập về bán nhiều khi không có lợi nè. Dây đúc đặt đờ mi còn đẹp hết đó. Dòng này dòng hộp mula của gia xích, thì gia xích thì hạn nhập nội địa rất là rõ ràng và dễ tìm hiểu nha nè. Hàng chuẩn hãng, tất cả là thép không gỉ chống nước 100m, nó chạy cái máy Miyuta của Nhật, cái máy rất là phổ thông. Con này bản này không có trợ cốt tay nha nè, bản này nó chỉ có xài cái quả lăng này thôi. Lịch thì mình chỉnh qua 24 giờ là có nháy lịch nha nè, nó kim cọc còn rất là ngay ha. Bữa nay sao nó chưa chạy ta? Bữa lắc cái nó chạy, bữa nay nó buồn nó nghỉ chạy anh em ơi. Như là lắc chưa tới cót rồi nó chạy đó nè. Kim cho mượt nha. Nhiều khi mình cũng lắc dài vòng cho nó tách cót chút xíu nó chạy nha nè. Con này bản mặt khảm chai nha, thì cách chỉnh lịch thì cũng đơn giản thôi. Đó, mình muốn chỉnh lịch nhanh nè, đó, mình trả về 12 giờ ha, rồi mình lắc xuống, đó, thì lịch thứ nó nhảy thôi, ví dụ như mình lấy thứ năm đi, đó, thì mình trả lại, mình trả lại, mình trả lại này chứ, đó, mình trả qua này, đó, thứ năm ha, lấy thứ năm, mình muốn lấy ngày, trước tiên là phải lấy ngày trước nha, lấy ngày trước mới lấy thứ sau, ngày xây về đây, 9 giờ, đó, qua ngày. Nó lấy ngày 30 ha, ví dụ lấy ngày 31 thì mình cũng trả diện cái nữa, nó lấy ngày 31 thì thứ nó nhảy với gì kệ nó, lấy ngày trước rồi mà thứ lấy sau đó, giờ lấy thứ nè, quay qua 12 giờ ha, đó, dặn xuống, ví dụ như mình lấy cái thứ thứ bảy đi, thứ bảy thì mình dặn làm gan cũ đó, thứ bảy đó, thứ bảy 31 tay lấy rất là dễ nha, kính đẹp chưa chạy xước ha. Xe này xe 40 nè, 39.5 nha, hàng 40 46, 47 ha, dài 47, mặt dày là 11 ly 8 ha. Rồi con này 800, dây dài nha, lắc thì chạy ok ha. Mặt khảm chai nha, mặt khảm chai chứ không phải mặt thường nè. Xe to 800.000. Con này 750, con này coi cót thôi. Con này chạy rất là chính xác nha. Nó có chân sau nè, chân sau này nó chạy theo kim nha. Chân sau ngày thôi. Đó, ví dụ như này là 6 giờ tối đi, cái mặt trời nó vừa lặn, mặt trăng nó vừa lên thế nè. Đó. Khi mà tới 12 giờ đêm thì mặt trăng nó sẽ lên đúng ngay chính giữa. Đó, hơi méo méo một xíu. Đó. Chỉnh kim hết nha. Bản này mình bao chạy nha, chạy chính xác, mình đã test mấy ngày liền rồi. Dây mình thay dây xịn là dây cá sấu cho anh em. Giá thì mình đã sell luôn 750 ha. Con này nó bộ máy 17 giây,
Gojan Bolo nha nè. Tế lịch tiêu khai ha, chống nước bay từ em. Có chở có tay, ở nó hạng có tay chứ không phải hạng hạng auto nha nè. 38.3 nhưng mà chạy chậm lắm. 45 11.3 thì nó được cái xe nó cũng to, nó có chân sau, nó có giờ 24. Đó, lộ máy, lộ mặt trước. Đó, mình đeo chơi rất là hay nha. Đeo sưu tầm đẹp. Có thể mình đeo xem giờ được, nhưng mà hàng cơ này mình đeo kỹ nước nha. Mình có đeo hàng ngày thì mình cũng kỹ nước để cho nó bền bộ dây với bền cái máy ha. Còn mình muốn chống nước tốt thì mình làm keo nước lại, mình làm gòn lại thôi. Con này thì mình có thể đeo nước được cho nè. Con này nấm ren dặn máy lộ nha. Con này chạy máy Miyota ha. Bản này đã được tinh chỉnh rồi nè, được nâng cấp. Cũng bộ máy này nhưng mà nó đã được tinh chỉnh lại, có tay. Còn rất là mới đẹp. Đó. Nó sẽ được hoàn thiện bằng thép không kỹ toàn bộ nè, chống nước 100m ha. Đó. Bayonet của Pháp nha, thương hiệu. Bản này thì vừa có auto vừa có trợ cốt nha nè. Nó lắc cái chạy thôi. Muốn lên cốt thì mình dặn cái gen ra, nó nấm gen mà. Dặn hết cái gen ra đó rồi mình dặn lên. Đó. Nghe nghe cái tiếng lên cốt không? Nghe rất là đã ha. Kiến thì chưa chạy nha, bản này kiến chưa chạy. Lịch thì mình chỉnh nhanh bình thường nha nè. Đó. Lịch mình chỉnh nhanh bình thường thôi. Kim cọc thì còn rất là chuẩn xác ha. Lịch thì mình rút vào nắp một, đó, dặn xuống. Đó. Lấy lịch ha. Đơn giản vậy thôi. Kim cọc học trò giải xem giờ, vỏ thép trắng, dây đúc đặc. Còn rất là mới và đẹp nha. Zin nguyên cây. Lộ máy. Bền bỉ và chính xác. Bao chạy. Bao chuẩn luôn. Chạy đúng giờ lắm. Dây thì còn dày vuông mông. Xe 38 nha. Con này xe 38. Dây này còn khuôn dài nha. Chưa cắt mắt. Là 18 đúng ha. Dài là 44.6. Mặt dày 12 ly. Rồi mã này có giá 1.2 nha. Kim cọc có dạ quen. Kim dạ quen chứ, cọc không dạ quen nha. Đó, kim còn dạ quen. Mặt đen. Số trắng dễ xem giờ, mấy chú lớn mắt mình hay yếu, mình xem giờ dễ. Con này dòng cao cấp của Citizen có chữ C. Nó tương đương với dòng S của thằng Seiko. Đó, Seiko mà dòng cao nó cũng có chữ S. Đó. Dòng này thì nó chạy cơ cốt nha nè. Cơ cốt mặt thì có dấu hiệu thời gian rồi, cổ rồi, nhưng mà được cái máy xịn như nè, bộ dây da, bộ dây chun theo cũng rất là xịn luôn. Đi chung là nó dập từ mắt là nó biết dây của hãng nè, dây xịn nha. Nó để là của Deluxe, dây Deluxe, dây Deluxe, Deluxe thượng lưu nha nè. Con này bộ máy nó máy vàng vàng hồng nha nè, mới có giá này nha. Máy vàng hồng. Cái vỏ nó anh em để ý kỹ cái nắp, cái dàn xước nó còn nguyên ha anh em. Nó chưa đánh gì hết nha. Chưa đánh đấm gì hết, nó cái dàn nó dàn xin nó còn ha. Máy thì rất là đẹp và mới nha anh em. Bộ máy vàng hồng chạy ok năm quên nha. Đó. Thấy còn máy chát ha. Ở trong cũng đẹp luôn nha. Đó, con này về đeo thôi. Lên gót. Cái chỗ cái bánh đà này hình như nó có dính dơ dơ nè. Cái bánh đà này dính dơ dơ mình lau được nè, chứ không có xét nha. Đó. Bộ máy cũng còn khá là tốt cho nè, nó đẹp. Nước vàng của bộ máy còn rất là ok ha. Máy vàng hồng. Còn nguyên văn sớ đầy đủ ha. Cái kính con này còn rất là đẹp như nè. Mặt nó cũ nhưng mà cái kính nó còn đẹp. Kính nó có xước lông mèo thôi chứ không có bị nứt, bị gạn gì hết nha nè. Đó kính ha. Thì bán 750 nè, máy vàng đẹp. Còn chạy ok 51 luôn, xe 34 nè. 34.4. Càng là 42 ha. ha nè. Rồi con này có giá 750 nha. Đây này cũng có dây chung này thì nó còn khoảng tay 17 năm đeo rất là vừa nè. Nó chưa có giãn luôn, nó mới nhẹ nhẹ đó. Còn đeo ok thôi, dây dài.
X6 này 700 nha anh em, X6 này 700. Sale tới chảy rồi. Con này 700.000 anh em không mua nữa thì nói chung không có mua được gì nữa đâu. Cơ chống nước 200m. Cơ Nhật đàng hoàng nha anh em. Vỏ thép dày đúc đặc luôn. Chạy máy Miyuta. Dọc này nó có chạy cốt luôn anh em, nó có núm ren luôn. Núm ren đá sấy. Vỏ thép dạ quen. Núm ren dặn ngang ra chứ. Dặn lên ha, dặn lên lên cốt nè. Cốt ok thôi. Rồi, xong mình đấm cái ren lại nha anh em. Đấm cái ren lại. Đấm cái ren lại. Cạnh đồ còn sắt ha. Chưa có mòn gì, nó còn mới lắm. Kính đẹp chưa chạy xước luôn. Máy còn mới. Máy Miyuta thôi, máy 82. Giống như mấy con kia thôi. Chắc là trơn tru ha. Đó, để nhẹ nó lăn thôi. Rất nhẹ là lăn thôi anh em. Mới hết nha, gọn riết rồi còn ngon lành. Nhà siết đít lại xài thôi. Mấy con này còn xài chống nước được. Tại vì nó ren dặn. Đó, nắp ren dặn mà thêm cái núm này núm ren nữa thì anh em siết cứng lại xài thôi. Khó mà vô nước được lắm. Bảy xị. Ba 35.6 anh nè, đúng là 36 chứ, đó 35.9 mới đúng nha, tại vì cái phần phình của nó là hai cái này nha nè, đo nó hơi bị chợt, chợt cái thước không, chứ 36 là sẽ chuẩn của nó, 44.5 ha, 12 ly, rồi con này dây dài, đó, đeo đẹp nha, có 7 xị anh nè, thuộc đồng hồ pin đó. Cũng chất lượng luôn, rất là tốt luôn, đó, còn mới đẹp thôi. Tay 17 năm mình còn đeo rất là ok ha. Kim chỗ mượt mà luôn. Nếu mình không thích dây thép thì mình lên dây da mình đeo thôi, không có gì. Đó, mấy cái này lên dây da đeo bình thường nha. Đầu dây nó đầu dây 20. Đó, muốn thích dây da thì lên dây da đeo thôi, đầu dây 20 đó. Còn để dây zin thì để dây zin. Con này 7 năm gửi nè, con này hàng lộ ha. Mặt mài đẹp, có vết xước nhẹ trong cái viền này, không gắn kể nha. Còn lại đẹp ken ha, kim cọc còn mới chát luôn, ở mặt nó có hiệu ứng này nè. Lịch đồ chỉnh ok hết. Lên cốt nè, đó. Lên cốt cây chạy liền. Máy Miyuta ha. Máy. Đầy đủ thông tin cho mình ha. Dòng Gandeu này thì dòng Nhật, hàng Nhật nó đĩa thì cũng nó quá trời quen thuộc nè. Dây thép đúc đặc, dây con này thì cũng còn ok nha. Đó. Dây này dây nó cái dạng nó sơn là sơn tĩnh điện nè, nó sẽ mòn xuống, nó mòn xuống nó lộ cái lớp mờ mờ ra đẹp lắm nè. Nó nếu mình đeo lâu chứ nó không có kiểu mà chóc mảng ra như kiểu mà cái đồng hồ rẻ tiền nha nè. Đó, dây thép đúc đặc ha. Thì mình cứ an tâm mình đeo thôi, không có sợ mà chóc mảng gì hết. Đây, sơn tĩnh điện mà. 35. Chiều dài của nó là 52.6. 12 ly chính ha. Bản này lịch chỉnh ok, number one hết nha nè. Giá 700 ngữ. Cơ lộ. Đó. Cái form này thì tay anh em sẽ đeo chuẩn, đeo được là sẽ từ 17 trở lên nha nè. 17 trở lên. Do đầu càng nó cũng hơi dài nha, 17 trở lên thì mình đeo được với con này. 16 năm mình đeo cũng có thể được. Đó chứ 16 thì hơi nhỏ, 16 năm trở lên. Thì giá nó 750 nha, dây nó còn hơn tay mình chút xíu nha nè, hơn tay 17 năm thì anh em đeo vui rồi. Tiếp theo con này mình cũng sale luôn, 750 ha. Con này mặt nó vàng hồng đẹp nha nè, mặt vàng hồng kim cọc vàng đẹp. Nó lịch ok. Dòng này là động cơ automatic nè, đó máy nè. Máy 21 chân kính đó. Đó máy còn rất là trơn tru. Đó. Có thể lắc nó quay như trong trống được luôn. Lắc nó tích cốt thì nó chạy thôi. Đó. Dòng này nó chở cốt tay luôn nha, vừa auto vừa chở cốt tay ha. Nước vàng hay có mòn, có mòn theo thời gian nha, đó, có mòn theo thời gian. Máy Nhật. Dây khóa nó hay da bò xịn sò luôn, đàng hoàng hết nè. Về chỉ có đeo thôi, chạy chính xác. Bạn này chạy chuẩn nha. Còn là mình bao chạy thì nó chạy ok nha. Kim cọc còn rất là ngay nha, nó
ngay cọc ngay số hết ha, đó, ngay căng luôn, không có xê dịch nha. Lịch ngày chuẩn chỉnh tanh tách luôn nha, rất là ngon lành luôn. Con cá thì cũ theo thời gian rồi, hồ cổ cổ rồi, được cái nó lộ máy nha. Bolo, Bolo Malet, Bolo Malet, xe 35.6 ha. Cái này chuẩn của nó luôn là phải 36 nè, 35.7 rồi. Càng nó sẽ rơi vào khoảng 40.5 nè, mỏng này càng nó không có dài. Đó, 12 ly 2. Đeo lên rất là cũng rất là ok. Đó. Có sự cổ điển nè. Mặt thì còn đẹp lắm, kính này chưa thấy miếng chày luôn. Kính tốt nè. Trơn tru tốt. 750. Máy lộ. Có con cơ nghe này mình bán cho em 850 nha. Con cơ nghe Bentayga nè, con này chạy chính xác nè. Chạy chính xác. Nó so với con đồng hồ pin mình chỉnh mình canh thử nên thấy nó chạy cũng rất là chuẩn nè, nó chuẩn bao luôn ha. Thì vậy mình đeo thôi. Phần cơ nghe còn rất là đẹp. Chưa có vỏ, chưa có bị gì hết. Đó, vỏ thép. Mỏng đít. Cái này mình mở ngay cho cái chỗ phiết này nè. Nó nắp nó chặt lắm nha nè. Cậy ra. Máy này máy to đàng hoàng ha, máy Nga ha. Máy 2609 HA nè, đó máy su. SU là của Nga nhưng máy bay của Nga nè, su 31, su 57 luôn nè. Cái hiệu của mấy cái hàng Nga đó nè. Su. Chạy ok tham quan đó. Nồi đồng có đá là nó. Dây thì dây da bò lộn hai lớp, rất là mềm. Đeo ok năm mươi quan nha. Kính con này còn đẹp chứ nè, kính đẹp, kính thì chưa thấy chày, vỏ cũng đẹp. Cái form đặc trưng của mấy đồng hồ nghe nó form này xe 39 lần nè, nó nhờ cái đường nó to. 41 mặt dày 11 ly đó, thì mình đeo nó có cái hay của nó nè đó. Có cái gì đó rất là khác lạ với cái đồng hồ Nhật nha. Làm rất là đơn giản luôn, mặt trắng cọc số đen chà bá luôn. 850 nha, không cần nghe. Này cố gắng quay nhanh nhanh nè, cỡ 1 tiếng 20 phút là xong. Tại đăng lâu quá, nhiều khi đăng cái clip nó tới 2 tiếng mấy mới xong nè, đăng một clip dài gần 2 tiếng rồi, đăng 2 tiếng mấy mới xong được clip. Mà quay lướt nhanh quá thì anh em coi cũng không kỹ, cũng không được rõ mấy cái chày xước mấy cái này kia. Tiếp theo mình có con cơ Nhật này 17 chân kính nè, 17 dây queo kính, nó có vết cái dẻo như vết bị cà nè, chứ không phải bị chày, bị cà nhẹ, đánh nhẹ là bay thôi. Kính này thì kính mica mà cái vỏ vàng con này vàng thì mại vàng thiệt nha nè, nó có lên dầu mà. Lên bả chầu mà kêu bả chầu mà. Chứ cái vàng dởm nó không có cái này nha nè, vàng dởm nó sao nó mờ chốc luôn đó. Vàng rất là dày con này. Cái mặt ở trong nó làm cái kiểu mà đánh vân, kiểu đánh thủ công nè, nó rất là đẹp nha. Cái vân nó không có đồng nhất đó, nó làm rất là đẹp ha. Cơ này chạy đang chuẩn giờ nè, mình cũng có lên cót thử, nó chạy cũng rất là ok. Dây thì đang lắp bộ dây xịn luôn, dây 17 của Bambi ha nè, dây Nhật đàng hoàng, bao năm bóp nha. Dây Bambi dây xịn đó, dây này nó còn tốt hơn cái loại dây mình đang bán nữa, nó có thương hiệu hơn. Cơ cót nha, cơ cót. Con này có tay nè, 17 dây queo, nó có in trên mặt. Mặt vàng đẹp, form tiwi nha. Cái mặt con này nhìn rất là hay nè, nó là cái vàng nè, bắt sáng. Nước vàng còn 10 điểm nữa. 31, lập xe ngang nha nè. Vàng của nó, ổ dày của nó, bề cao của nó là dày mặt là 34.6 ha. Độ dày là 8.6 ha. Form tiwi. Dành cho mấy chú lớn chơi mấy con này thôi. Mấy con này anh em đeo xem giờ hàng ngày thì phải kỹ nước đó. Phải kỹ nước nha, cơ cổ mà. Sưu tầm là chính thôi. 750 con cơ bọc vàng ha. Mã vàng rất là dày luôn. Nhìn cái nước vàng đó thì anh em biết rồi, rất là tốt. Mặt nó nguyên miếng vàng luôn nè. Mặt nguyên miếng vàng luôn. Cái này mình ở trong là miếng vàng thiệt thì anh em mua con này là anh em vô luôn mánh luôn. Nhìn nó rất là đẹp. Còn cơ cỏ này thì mình sell luôn 250 ha.
con này mặt nó còn ok nha, nó kim cọc mặt mày sáng sủa, có tay nó lên có chạy âm âm liền, sắc cảnh này còn đó, còn sắc cảnh còn đẹp lắm. Dòng này nó kêu bằng cơ của Hồng Kông nè, Hồng Kông là lắp ráp ở Hồng Kông đó. Hồng Kông ABC em thì là lắp ráp đó. Vỏ xi thôi, dưới đây nó có bị răng răng nè, nó bị oxy quá mà ít, còn mặt trên thì rất đẹp luôn, cạnh hông nó đẹp ha, trên đầu càng cũng đẹp luôn. Nói chung con này nó cũ cổ điển rồi, chạy nè cơ Hồng Kông máy thị sĩ nha, máy thị sĩ một dây queo nè, xe bạc 2 ngang, càng nó dài sẽ là 37 nè, mặt dày là tính kính luôn là 12 ly, dây chung ha, dây chung thì mình không thích gì lên dây da đeo thôi đó. 250 con này. Tiếp theo mình về về con này nha, con này giống con hổm này, cũng giá cũ 420 ha. Con này form dáng rất là đẹp nha, nó nhìn rất là hiện đại luôn, bộ dây dưới mặt nó làm đẹp đó. Cạnh nó đấm cạnh như mấy cái đồng hồ mà thị sĩ đời mới nè, hàng Nhật nha, cây Galeno Reano, thương hiệu này của Pháp, chạy máy Nhật nha, chống nước của nó là 150 m tờ nha, có lịch ngày ha, lịch thứ ha, chống nước 150 m thì cũng khá là ok, dạ quang thì cũng còn rất là sáng cho anh em mình xài ha, vỏ đẹp, vỏ cạnh phai xước nó còn nữa nè, cái này này có xay được nè, xay rất là đầm tay vậy. Nó có làm mấy cái hộp hộp ở ngoài giống như cái ba lăng của cái con thuyền nè, cầm mình lái vậy nè. Dây thì tất nhiên là dây đúc đặc rồi, khóa nguyên zin, mâm đít sấy đàng hoàng, a tên lít tiêu, tất cả hết không gỉ nè, in cái chữ nổi trên này luôn, đẹp cái logo của hãng. Hôm dáng này cũng gọn thôi, không bự hung, cỡ 35 nữa nè, 34 35 ngang đó, dài là rơi vào khoảng 40.5, mặt dày là 9 ly 4. Dây con này để mình lên tay thử còn khoảng nhiêu, dây con này hiện nó còn 17 năm nha, đây rất là vừa đó, 17.5 đẹp ha. Con này anh em nào tay có 16 đeo con này mất gần luôn, đẹp lắm, kiểu dáng nó rất là hiện đại. Nó phối cái bộ dây với cái bộ vỏ nó liền mặt đó, nhìn đẹp lắm nè, 420k thôi. Con Swatch này thì đó, cái dây chính hãng của nó ha, dây còn dày và tốt nữa nè, dăn như vậy, kiểu như cái đuối 450 con này, xe to ha, mặt nó có bụi trong đây nè, có bụi nấm còn đá, còn mới Switch Med máy V8 pin thay mới rồi, chạy pin 936 nè, xây nó xe 37 43, mặt dày tính luôn kính là 12 ly, kính này có lông mèo nè, có lông mèo chứ không phải đẹp keng nha đó, thì giá nó cũng bình dân, có 450 nè, một con sợi quạt nguyên cây zin từ dây đến vỏ luôn, dây hãng, dây chính hãng của nó, còn đeo ok lắm, dây này còn đeo ok nha, cho anh em bóp thoải mái. Tiếp theo là một con Casio, con Casio này mình đang bán là 450 nha anh em, kính nó có xước, kính có xước lông mèo ha, để thẳng vô gì không thấy, con này đèn còn sáng ha, chuông kêu to đàng hoàng ha, nó bên thì còn khá nha nè, bên ở mức khá, xài ok thôi, giá 450 thôi nè, kính đẹp, con này kính đẹp thì giá nó 550-600, mình thì bán 550 à, còn có mấy chỗ khác thì người ta bán 650-700 là bình thường nha nè, mấy dòng này mua tay băng 6 nè. Cái này anh em gì chị tự chỉnh cái giờ cho nó nha, tự chỉnh giờ cho nó nha, tại vì mình con này mình chưa biết chỉnh giờ nè, cũng thông cảm, mình không có chuyên như dòng Casio, nhưng mà dạy hàng về trong lô thì mình bán luôn vậy đó, dạ quen thì sáng nha.
đó anh em mua về tự chỉnh giờ nha. Cách chỉnh giờ rất là dễ thôi, nấm thì chỉnh ok hết thôi, cái nút đèn nè nó lúc này chỉnh được đàng hoàng hết nha. Giờ thế giới rồi nè, chỉnh ngon lành hết nha anh em, chứ không bị liệt, bị chạm, bị giật phong, giật gánh gì nha anh em. Dòng này quay cấp tơ ha, multiband 6 rồi, mã này 450 ha. Kính có lông mèo, kính hơi có lông mèo thì giảm giá nha nè, 403. Kính hôm kính đẹp thêm bán 550, cái càng con này 50 nha nè. 12 ly tư càng không biết đo chỗ nào nữa, tại vì nó nấu cũng dây tùm lum nha, nếu đúng cái càng nó phải chỗ này nè, nó có bốn mấy hả. Con này anh em muốn đẹp về bỏ ra 20-30 ngàn đánh cái kính này lại cái xong, nó dạng như nó hơi lông mèo đó, còn mình đeo mình nhìn thẳng như vậy thì đó mình thấy gì cũng đẹp ha, tại có cái ánh đèn chiếu vô thì anh em thấy lông mèo chút xíu thôi, chứ không có chạy cái dữ mà chạy sâu chạy nặng nữa. Cái dạng như lô con này nó cọ con kia đó, nhìn thẳng gì anh em đâu thấy nó xấu gì đâu, có đèn chiếu vô nên thấy có lông mèo chứ không phải là nó xế gớm mà mình bán nữa, cũng còn coi được, coi đẹp đó, mới bán. Tiếp theo con này cũng một con Casio mà con này nó đẹp, nó can hơn con kia nhiều, nó can cái kiến hơn nhiều, nhỏ nè. Mấy cái này mấy cái cạnh này nó dính dơ nè, nó dính bụi á, chứ không có bị gì, dây nó còn mới cống luôn nha, mới luôn phá với dây luôn hết. Sau lưng nó cũng còn đẹp luôn đó, nhìn cái đồng hồ thì biết nó ít đeo rồi. Dòng multi băng quay cấp tơ solar ha, multi băng 5, con này được cái nó còn mới đẹp đó, pin cũng còn khá nha, pin đầy cây đầy đủ ha, anh em về cái con này chỉnh, cái con này mình chỉnh giờ được thì mình đang chỉnh đúng nè. Con này có headset, headset thì mình bấm mấy cái nút này vô mình chỉnh thôi. Đèn nó nằm bên hông, bản multi băng 5 đèn nó nằm bên hông, bấm cái nó sáng hoài nè. Chức năng của nó hay nhiều lắm, về anh em tự nghiên cứu thêm nha. Mình bán chuẩn hàng nha, nút rồi bấm được hết, còn mới đẹp, 550 con này. Size 41, càng là 46, dây là 10.2, mấy cái bản này dây nó còn mới tinh luôn. Thì dây nó kiểu này nó dài dữ lắm, anh em khỏi cần lên tay đo dây thì hết. Dây nó tự xả tự ngắt luôn, tự làm ở nhà hết, không ra tiệm. Con này cũng 550 luôn. Con này cũng bản kính nó phục loại là đẹp nha, mặt nó trong cũng mặt nào mới gà mà có ánh kim, mặt con này cũng có lông mèo nhưng mà nhìn thẳng đố anh em thấy nha, nó lông mèo nhỏ thôi đó. Vỏ thì đẹp, vỏ thì đẹp nha. Con này mua tới băng 6 nữa nè, con này mua tới băng 6, con này pin thì còn ok nè, pin khá nè đó, bấm đèn sáng trưng ha, đèn rất là sáng luôn, nút bấm rồi ok hết nha nè, đó, nút này nút đèn ha, còn nút này chỉnh nè, chỉnh ngon lành hết nha, nút nảy đàng hoàng, không có bị thục, bị lúng núng. Tình trạng thì cũng mới đẹp thôi, giống như hai con trước, kính nó cũng còn đẹp vậy, hình bán 550 ha, cũng giá cũ thôi, mình không bán mấy con này cao lên nè, chưa bao giờ mình bán mấy con này trên 600, 420 thôi. Anh em nào muốn mua mấy cái hàng này rẻ qua shop mình, 44.7 ha, 550. Hổng mày có hai con cũng đi rất là nhanh nha anh em. Con này vẫn giá cũ 1 triệu nha, 1 triệu. Gaga Milano ha, chạy chuẩn, vỏ là vàng rất là đẹp luôn, như khỏi vàng. Núm này núm dương niệm, núm này núm ren nha, dặn ra chỉnh, mà nó không có chỉnh gì, mình không test nè, nó chỉ có chỉnh giờ thôi, chạy đồng hồ này nó làm. Chữ là bán cái thương hiệu là chính nè, thương hiệu là Milano nổi tiếng của nó. Kim cọc thì dạ quen, nó rất là sáng đẹp, mặt đẹp ha, vàng ươm luôn. Con này nó còn siêu như lông, còn cái siêu đích nó có mã số của nó nè, N.T ha, 7578, nó Gaga Milano dây phá dinh hết đó. Dây lụa không thích thì lên dây da đeo, thay cái phá qua thôi, đeo rất là sang và đẹp nha, dành cho những em mà sưu tầm cái hàng này thôi, nó cũng dành cho số đông. 46 đúng rồi, xe 46 đầu càng là 556,
dày mặt là mình đo sát cái viền anh em, 86 á, kính ở kính lồi. Tiếp theo mình có con gà con nữ này, con này cũng siêu đẹp luôn. Con này mặt nó khẩm khẩm chai nè, mặt khẩm chai mà khẩm chai mà dạng xà cừ đen chứ không phải là mặt đen nha. Cái ánh này thì nói chung mình ngoài sáng á, ngoài nắng mình thấy nó dễ hơn nè, nó khẩm xà cừ nha, chứ không phải là nó mặt đen thui. Con này dạ quang ngoài sáng nó hai kim thôi nè, bản này hai kim. Con này mới lắm. Mặt khẩm chai đen đẹp lắm. Vỏ mới tinh luôn ha. Đó. Con này cũng Gaga Milano, con này cái số seri của nó sẽ là 5020 nha anh em. Dây khóa zin hết nguyên con ha, dây đẹp, dây rất là mới luôn. Italy nha anh em, dây ở Italy, đúng hãng của nó luôn ha. Bao này mình bóp cho không gãy không gì đâu, dây da xịn. Khóa. Khóa zin hãng Gaga. Nguyên một cây đẹp luôn. Đó. Chỗ này thì đẹp keng. Nói chung mới tính con này cũng nấm ghen ha. Đang chạy chững giờ luôn. Bản này của nữ nha nè, bản này của nữ. Nam thì mình đeo vẫn được nha, tại xe nó cũng to. Xe 40 lần. Nói chung cái con này nam nữ gì đeo cũng được hết, 47.4. Một bản vỏ thép, một bản mã vàng thì bằng giá thôi. Dây da dây thép đó, em muốn đeo gì đeo, 40 nè. Một triệu ha, nguyên zin luôn, siêu tầm mấy con này hay lắm nè. S19 con này thì dòng đồng hồ Nhật, thương hiệu là Amada Balen nha nè, chống nước 100m. Con này nó dạ quen mấy cái đeo nhỏ trong luôn, đẹp lắm, rất là hay luôn ha. Nó có lịch ngày, lịch 24 giờ và lịch thứ nha nè. Amada Balen ha, chạy máy Nhật nóng nó còn dần ôm đẹp ha. Lịch ngày, lịch thứ, lịch 24 giờ đang chạy chững nè, chống nước 100m. Mặt dạ quen. Giá 320. Xe 35 ha. 39 là chiều về. 7.9 nha, còn mới đẹp, kính đẹp, chưa thấy chày. Còn vàng còn nấm đâu còn dần ôm à. Phiên bản mặt dạ quen. Con này thì cũng có sale luôn, 850. Con này mình nói chung là giá thị trường nó cao nè, trên triệu không, mình bán con này có 800 mấy 900 mà cũng anh em nói chung nhiều người hỏi mà cũng không lấy nữa nè. À tên lớp tiêu. Đó. Dòng là đời lốc hao 964, nó nắp ren dặn, dây vỏ thép. Con này bên kim châu ha, bên kim châu mà nó châu cái diện nó châu kim châu nó gấp. Kim chỉ chính nó là sẽ là cái kim gốc 9 giờ như nè, có lịch ha, mặt đẹp lắm. Pin năng lượng nha. Khi bấm khởi động này thì cái kim bắt đầu nó trôi như nè. Nó trôi. Lịch thì có lịch luôn nha, lịch 4 ngữ, nó bấm nó dừng nè, nó bấm hay nó trả về thôi. Mặt to đẹp lắm, chưa có bị cắn mớp chạy xước cái gì hết. Con này mình đo ngay cái chỗ này đi, chỗ lõm nhất của nó. Rơi vào khoảng 42 vậy nè. Còn nếu đo cái niền này nó cũng 42 luôn, cũng vậy thôi. Càng là 52. Con này mặt nó dày là 12.5 ha. Dây đúc sập. Đẹp nguyên con. Xe lên tay đẹp lắm. Nhìn nó phối cái niền nó như đá nè, nó niền cái màu nó như đá. Dây tay hiện là 17 năm á nên còn đeo ok ha, lẫm nhẹ. Rất là vừa luôn á, 17.5, mình 77kg nè. Mặt nó gì nè, nó phối đẹp, vàng hồng phối với màu nâu. Dạ quang hai kim nè, dạ quang hai kim thôi, đó, còn xanh nè. Xe to, rồi con Casio, ủa con Seiko pin năng lượng này mình để cho anh em là 350 ha, hàng Seiko nha. Kính thì đẹp chưa chạy xước. Một lịch solar ha, kim cọc thì nổi, không có dạ quang. Dây thì dây titan nè, dây titan nguyên toàn bộ, zin nguyên cây hết. Nóng Seiko đây ha, titanium, mông đích xoáy. Đó. Bản này made in Sa Băng nè, sản xuất hoàn toàn ở Nhật.
Titan nguyên con thì 350 là cái giá nó vừa phải nè, dễ tiếp cận. Mình muốn mua thương hiệu nó có cái độ bền, cái độ có cái độ nổi tiếng ha. Xe 35 còn mới đẹp nha, chứ Titan thì thấy nó cái màu nó nâu nâu, cho nên nhìn cái bên hông của nó chưa có một vết xước vết cắn gì hết. 41 9.4 ha. Này cái cạnh bên này cũng đẹp luôn nha, cạnh bên này cũng đẹp luôn, nói chung con này còn khá đẹp nha. Kính thì chưa thấy chày, Titan mà nhìn gì là còn mới lắm rồi đó, đó. Đâu có chày xước gì đâu, mới tinh luôn chứ cũng chưa có vết cắn vết chày vết gì nhiều nữa, cứ bị mấy cái lông mèo nhỏ nhỏ này hàng lô mà không tránh khỏi nổi rồi. 350 giá bèo bọt. Con này cũng 650 nè, con này mới nguyên tem, con này mới Nhật 100% nha anh em, hàng xịn sò đó, tại nó sản xuất ở Trung, nó ghi made China nha, hàng Beveno của Italy, còn siêu hết. Nhiều anh em cho em nấu cái siêu này gì lắp ở Đài Loan, Trung Quốc gì, người cái đồng hồ mà anh em coi cái đồng hồ tiền tỷ của người ta còn siêu cũng có cái lần đỏ nè. Cái đó là sai lầm, nó là tào lao đó anh em, là nói cái đồng hồ mà gắn cái tem đích mà có cái lần đỏ là hàng dởm, là anh em nó không biết, nói chung là chưa có hiểu không gì đồng hồ, chỉ biết một số mẫu thôi, rồi cho gom như quơ đủ cả nấm đó. Nói đồng hồ nào cũng là có cái đó lắp ở Trung Quốc, không phải anh em. Mấy cái đồng hồ tiền tỷ mình coi người ta quay còn siêu cũng có lần đỏ đó thôi, đi gan vậy đó, không khác gì chứ. Vì cái lần đỏ đó không biết cái quy định cái gì mình không hiểu, nhưng mà nói cái lần đỏ đồng hồ dởm là sai, đó là sai lầm. 32 418 ha, nặng chịch luôn. 18 dây xịn sọt đó, dây mình thay chứ, dây xấu, dây đang bán 160 bộ, đẹp rất là đẹp luôn nè. 6 kim 3 cốt 1 lịch, kim chono gap là kim nhỏ nha, kim dây chính là kim lớn ha, nó bấm thì chạy thôi, nó chạy đó. Thì cái này chức năng này để đo thời gian mà cũng ít người dùng tới, nó bấm dừng, chủ yếu là trang trí là chính thôi. Chono gap lịch có lịch luôn, đang chạy chỉnh giờ, hôm nay đeo lên tay rất là sang và đẹp nè, hàng mới cống. Tiếp theo mình có con Seiko cổ nè, con Seiko dòng Seiko một núi hay máy to ha, đang chạy chuẩn giờ chuẩn ngày chuẩn thứ luôn. Mặt của nó thì có vết cũ hay thời gian nè, nó có những cái vết cũng như hơi cái kiểu hơi bị lên dầu nhẹ nè, còn trắng đẹp như anh em thấy ha, chưa có bị gì quá nhiều đó. Vỏ thì cũng còn khá ok, dây zin nguyên cây ha, cái khóa nó làm hay lắm nè, khóa này nè. Con này thì cái logo Seiko đóng ở trong chứ không đóng ngoài nữa, dây zin nguyên cây, dòng một núi nha, dòng này chạy pin 721, ngang con này nó rơi vào khoảng 33 nha nè, dài con này là 38, mặt nó dày 6.8, dây này cũng còn dây đúc đặc, lên tay coi nó còn khoảng nhiêu. Dây con này thì nó cũng còn không dài hung như em, nó còn khoảng tay 17 thôi, 17.5 mình đeo vừa mà nó hơi cứng nhẹ thôi, thì mình sẽ cho tay 17 thì đeo thoải mái đó. Cái xe mặt này tay cũng 16.5 đổ về thôi, zin nguyên cây ha, lịch chỉnh nhanh ok hết nha em, test luôn. Cái núng này nó hơi khó móc ra nên nó xét rồi. À, dặn lên đó thì lịch ngày nhảy ha, dặn xuống là thứ nhảy nha, chuẩn bài rồi 300. Tiếp theo con cơ này mình cũng sale luôn, bữa bán 550 này bán 470 nè, con này con cơ chính hãng của Tàu nha, của Trung thôi, ở Trung Quốc mà chạy còn siêu hết nè, còn siêu đích, thì anh em về anh em bóc đó, mình bóc thử nhiều đây cho anh em coi thôi, mới tin thôi, con này mới lắm. Cái loại này cái bánh đà nó vậy đó nè, nó cà gung nó như có 500 vậy đó, chứ nó không có kiểu mà nó quay mầm như mấy con kia, nhưng mà nó vẫn mình nhúc nhích nó vẫn quay đó. Mình lắc thì nó vẫn chạy bình thường đó, mình lắc đủ có cót thì nó vẫn chạy bình thường thôi, nhưng bản này nó sẽ có chạy quách tay cho mình đó, đó. Nó vừa quách tay mà nó vừa có auto luôn, chạy cũng rất là ok nè, được cái độ mới nó cao, dây nó còn quấn ni lông hết nguyên cây mà đó. Full zin luôn, nó
hiệu Winner nha, hiệu Winner mặt thì to lắm, đo cái này này thôi 44 50, giá thì bình dân cho anh em mình chơi thôi, 15.1, mới đẹp. Cái gì chứ dạo quen làm cũng đẹp lắm nè, cũng sáng lắm. Hàng mới mà, đó, sáng trưng thôi. 4.7 ha, cơ lộ, lộ máy trước, lộ máy sau. Dây dài bao la, 4.7 thôi. Bữa nào trả giá 500, mình không bán, mình là 4.7. Tại vì clip mới lên mà trả giá quá, mình không bán, thà mình sell, tự mình sell thôi. Tự mình sẽ xuống em mua được mua. Tiếp theo con này cũng 620 thôi, con này thì giá vẫn vậy cho nên dây zin còn, nó còn đeo ok hết, nó có gạn nhẹ thôi, không gãy ha, có gạn thôi, dây này nó dày bịch nó đâu gãy được đâu. Hàng này còn siêu nha, đó còn siêu ni lông thôi, thép không gỉ toàn bộ trong nước 100 mét, mặt có dạ quang nha, mặt nâu có lịch đàng hoàng, dạ quang còn sáng, phá zin này còn rất là đẹp luôn. Con này nói chung lên tay đeo ok lắm nè, con này cái nó tay anh em thấy vậy cho tay anh em 16 cho lên đeo được, tay càng nó ngắn nè, 16 cho lên thôi, nó làm càng mặt to nhưng mà càng nó ngắn. Nếu mình đo luôn cái ốp của cái thân nó gây khoảng 45 đó. Càng nó 48 thôi. 13.1 rồi, con này nguyên zin nguyên cây gì giá 620, kính đẹp ha, có vết cắn nhẹ ngay cái này, cái nền của nó đây phải xước, còn giá bằng 1/10 giá xuất xưởng anh cho tới. Con này cũng sale mạnh luôn nè, 550 là giá cuối cùng mà. Mới tin luôn ha, cũng còn siêu nylon luôn, polyfolai nha, hàng polyfolai, hàng của Citizen anh em biết gần, dây đúc đặc, bảng đá ceramic, máy nó máy vàng nhưng máy của mấy hàng đều quay kép nè, máy vàng ôm luôn đẹp lắm, polyfolai đó, thép không gỉ cộng ceramic, nó ghi cái hàng đầu tiên nè, nó chống nước 5 ATM ha. Hàng dưới cùng là mã số của máy nha, Moment NOWT0 đó, số series, tem chưa bóc, đá nhìn này biết đá mới rồi nè, mới cống luôn, chưa sức mẻ chưa gì hết, mặt đẹp, form dạng dáng vuông dài ha, chủ nhật 34 ngang, đầu càng sẽ rơi vào khoảng 42, mặt dày là 9 ly 2. Rồi con này dây dài, phá gập hai bên nha nè, gập hai bên. Dây hiện tại còn khoảng tay 18 chắc đeo vừa, 17 năm còn rộng cỡ nhiêu đây, 18 chắc vừa luôn. Rồi đây rất là sang ha, nó như không chỉ đơn thuần cái đồng hồ, nó như một món trang sức, giống như món trang sức. $550k kim cọc thì hai kim dạ quang lịch, có lịch góc 6 giờ luôn. Tiếp theo mới về này, con này hàng mới nè, con này Rayo Monchet nè, Gojen kêu bằng Gojen Monchet, con này nền ốc đá ha, đá ceramic mọi về, nền ốp đá kính sapphire nha, kính sapphire nó có hai viên đá nằm đây nè, nó đẹp không, viên đá nằm đây, dây của nó làm đẹp lắm nè, dây đúc đặc hết nha, dây nó làm còn rất là mới luôn, có logo đàng hoàng, nó cũng ghi đầy đủ cho mình đọc hết nè, nó tất cả là thép không gỉ nha nè, chống nước 3 ATM, tung sen pencil, tức là cái nền này nó được ốp đá tung sen chứ không phải đá ceramic, kính sapphire, kính sapphire nó sẽ ghi dưới đây là sapphire glass nè, đó kính sapphire, mã số của máy là RM4048M, có logo của hoàng gia nè, Gojan Monchet, dây thì siêu dài rồi, mặt thì vừa phải ha, vòng cổ thôi, size 33 gần 33, 32.8 ha, 38.1, size 33, 6 ly 1, dành cho mấy chú lớn lớn đeo đẹp,
đeo cái kiểu nó giống như mấy con Mirado, Jubilee hồi xưa, hàng đó hàng nhái nè, mấy con nhái đó, mấy con vỏ đá đó, cũng xây lâm ba rồi nè. Anh em mua mấy con Gado mấy Nhật là hàng nhái hết nha nè. Chứ không có Gado mà mấy Nhật nha. Mấy Gado vỏ đá. Gado máy máy V8 mới đúng. Máy vàng của nó. Máy chuẩn hãng nha. Còn Gado mà anh em mua mà anh em coi máy mấy Nhật là hàng nhái hết. Dạng hàng nhái mà nó làm tốt, nó cũng làm kính sapphire, nó cũng làm đá thôi mà đá không chất lượng. Máy hiện vẫn máy Nhật. Nhưng mà cái đó đeo được, đeo cũng bền đó, nhưng mà là hàng nhái chứ không phải là hàng chính hãng nha. Gado là phải máy chính hãng Gado của thị sĩ mới đúng là hàng Gado nha. Ví dụ mình có mua Gado, mình coi máy là máy Nhật là hàng nhái hết. Con này một con hàng nữ, hàng hiệu rất là đẹp luôn nha. Dây đờ mi mới cấm luôn. Thơm mặt nhìn rất là sang trọng nha, vàng ôm luôn, chạy chuẩn vợ ha. Kim nung xanh rõ vàng, làm cái phơm dáng đẹp lắm. Còn tem tích chưa bóc. Chitian rau gì đó, Paris nha, hàng của Pháp. Giá 420k nha nè. Nữ đeo thì con này rất là đẹp luôn đó. Nhìn sang trọng ha. Kiểu dáng hiện đại, kiểu dáng kiểu mà nó sang trọng. Cách điệu ha. Mới lắm nha nè, con này mới nha. Còn tem thì em biết rồi. Nắp cái là sét luôn, con này là nghỉ đeo chống nước, rửa tay đi mưa đồ ok hết. 18 năm. Anh em nào kỹ mua thì mình sẽ dán keo miễn phí nè, đi lớp keo mỏng đây thôi. Đó. Mỏng đây thôi. Hoặc đi luôn cái nấm cũng được, chừng nào mình đeo hết pin thì ra mình cái keo đó nó dẻo chứ nó không cứng, nhưng không phải như keo nhãn sắt. Thợ mở nắp ra bình thường không có bị cứng nè. Keo xịn nha. 18 năm. Đi keo miễn phí. 32. 420k con này, xứng đáng đồng tiền nên bỏ ra ha. Rất là mới và đẹp, kiểu dáng đẹp. Tiếp theo mấy con đeo kép này mình sale hết nha nè, 550 con này, size 41 luôn. Cũng còn khá đẹp nha nè. Kính thì thấy chưa chạy xước gì đâu. Chạy chuẩn luôn. Máy vàng Miyota G20 chuẩn ha. Danny Wellington ha. Bản này dây zin còn đó, còn đeo tốt luôn. Dây này bao anh bóp nha, dây da bò dày lắm. Bốn chấm chín khóa zin rồi, nguyên cây gì 550 nè, giá bằng 1/10 giá mới thôi, chất lượng thì cũng còn ok, nó mua qua đẹp. Tiếp theo có con này kính sapphire ha, dòng Berin. Con này lúc mình cũng có bán một cây đây. Con này thì tình trạng nó cũng còn đẹp chứ nó không phải đẹp căng, dây nó cũng có bằng bẳng về lao thêm ha, còn khá đẹp nha em. Nó khá, nó chưa bị chạy xước gì luôn nè. Cái diện bên này nó có cắn miếng nè, cắn miếng thôi, nó cắn miếng nhỏ không ảnh hưởng gì đâu, nó để gì cũng thấy thì cũng có quay kỹ nha. Thằng Berlin nè, thằng này nó kính sapphire có ghi anh em, sapphire cycle crystal sapphire, là kính sapphire chống nước 5 ATM ha. Có quả đề cầu nè, dùng Berlin. Dòng này hình như cũng có thi điểm luôn á. Con này thì cái mặt nó kính sapphire, nó có làm hai cái đeo nhỏ, hai mặt nhỏ trong là lịch, gồm có lịch thứ và lịch ngày nha anh em. Rút nấm nha, chỉnh giờ nè, đó, chỉnh giờ. Kim cọc đồ ngay băng hết nha. Đó, chỉnh. Cắm vô nắp 1 thì mình chỉnh cái lịch ngày, nó lịch ngày nhảy ha. Lịch thứ thì quay qua 24 giờ nó sẽ nhảy anh em, chỉnh ha. Cách chỉnh con này thì mình sẽ rút cây nắp 2 trước, mình đóng vô nắp 1 nè, chứ mình rút lần đầu cây nắp 1 thì khó nha, mình rút anh muốn chỉnh ngày rút cây nắp 2 luôn. Rồi mình nhấn nhẹ vô nắp 1 là mình chỉnh nó dễ. Cái này là phơm màu xanh nha nè, màu xanh xanh đậm á, chứ nó sơn tĩnh điện á, chứ nó không phải là cái màu đen 39 ha.
Berlin kính sapphire nha. 45. Giá 650 con này. Kỳ mình có bán một con đẹp can 750, con 850. Con này thì có chút xước xác, vỏ thì 650. Bản DW kép dây dù này mình sale luôn, mạnh luôn, còn 5.2 nha. Phá zin ha. Dây zin, dây này dơ dày giặt nha nè. Giặt. Giặt lại là mới thôi. Hàng như là chưa có đeo gì đâu. Dây còn mới lắm, nó cũng giống như bản nãy nha. Cũng như bản nãy size 41 thôi, không có gì. Khỏi cần đo lại nha nè, size 41 rồi. Đang dày chuẩn luôn. Kính con này đẹp căng, vỏ đẹp ha, chưa cắn móp. Vỏ thép nha. Danny Wellington này giá bây giờ có 5 xị nè, 5 xị 2 thôi. Và 1 phần 10 giá mới. Em chết trên thị trường thì biết thôi. Thì 4 con TM thì còn lại 1 con nè. Anh em nào thỉnh luôn thì mình cảm ơn 400 ngàn. Con này còn mới can nha, còn cái siêu đây chưa bóc luôn nè. TM chuẩn hãng ha. Nó www.tm đó nè. Đèn sáng trưng nha. Đó, bớt mạnh vô thì sáng hoài, buông thì tắt thôi. Xây nó xây 38 nè, 38-40 gì đó, 38 nè. Mới góng nha, mới lắm. Thì bản này thì mình thay dây da mình đeo bình thường nha, cốt nó cốt thường thôi. 45, mặt dài 10 ly. Nó cốt nó lại cốt thường thôi nè. Này. Thay dây da đeo bình thường, đầu dây 20. Không kiểu dáng quân đội nha. Quân đội đèn sáng ngon lắm, 4 xị mới tin luôn, chứ tìm mới cũng vài triệu một con chứ đâu rẻ nè mấy bạn đó. Tiếp theo con này, con Sekudo nè, con này bán cũng nhiều à, nay diện con cũng còn rất là mới ha. Nắp này có bị cà hơi hơi nè, nó Solamed thép không gỉ toàn bộ ha, chống nước 13 luôn nha. Bản này bản của Citizen nha, Escudo là của Citizen. Mặt đẹp đó, kim gọc nó làm vậy đó. Nó có dạ quang đó nè. Dạ quang hai kim nè, còn xanh đó. Lịch thứ, lịch ngày chỉnh ok năm qua nha đó. Cũng còn khá đẹp, dây mình thay mới. Giá 3 xị thôi. Bán ngang tiền cục pin thôi nè. 34. Con này anh em tay 16 đâu về đeo nha nè. 40. 96, còn mới đẹp lắm, kính chưa chạy. Hai lịch luôn ha. Đó, đeo rất là lịch sự và nó dạng nó tinh tế nè, nhìn nó không có gì phức tạp hết. Đó, hai kim ba lịch thôi. Ủa ba kim hai lịch. Kim cọc thì giặt. Con này dòng cao cấp hơn chút. Vỏ vàng ôm ha. Dòng này nó phải là vỏ thép luôn, nó vỏ thép máy H45. Dòng này được lắp ráp ở Thái Lan nha, chống nước 100m. Vỏ vàng ôm đẹp, vỏ thép mạ vàng. Mặt thì kính rất là trơn, nó chưa miếng chạy luôn. Đó. Con này radio quanh chỗ hết em, đang chạy ok nha. Bản này không có dạ quang nha nè, bản nó làm vậy không có dạ quang. 420k thôi. Xe 37. 44 ha. 9 ly 2. Rồi. Bộ dây Nhật xịn luôn. Dây đầu 20. Dây này rất là dày, bao năm bóp luôn ha. Dây mới tinh. Dây màu nâu đỏ nha nè. Nâu đỏ kết hợp với vàng thấy đeo nó sang lắm. Đó. Xe 37 thì cũng ok. Tiếp theo là một con ET. Con này cũng còn rất là mới nha. Chạy máy Nhật vỏ thép mạ vàng luôn, nước vàng còn rất là đẹp, mới chét. Phơm vuông nha, phơm vuông ET. Phá zin còn ha, mình đã lên một bộ dây da nâu rồi nè. Bộ dây zin nó nhìn nó không hợp lý bằng bộ này. Bộ zin nó màu kia màu. Cái màu đó đeo không đẹp, màu này đeo mới đẹp nè. Nam nữ gì mình đeo cũng được hết. Đó, mặt vuông. Con này sẽ phù hợp cho anh em tay nhỏ, tay cỡ 16. 15 năm 16. 15 đây cũng được luôn, size nó 29 ngang nha. Nó vuông. Càng là 30 37. Nếu mình đo cái này chắc cũng cỡ 29 thôi.
29 29 2, nó vuông rồi, xe vuông, mặt kính đẹp đó. Mặt mở gà có văn sấy ở trong nè, chạy chuẩn giờ, giá 300 thôi. Tiếp theo con này cũng sale nha, còn 400, engine mặt đẹp, niền cắt giác, dây dài, dây đẹp luôn, engine luôn ha, mâm đít sấy nha, thấp không gỉ toàn bộ, a tan lít tiêu, nó chống nước 100m. Thông số đầy đủ nha anh em, hàng chuẩn. Hàng này hàng Sula năng lượng đang chạy chuẩn giờ nha anh em, nó bản 3 kim 2 lịch. Kim cọc thì còn rất là đẹp luôn, mặt kính đẹp. Mặt giả quen hết cái mặt nha. Đó, xanh dờn. Rồi, cái bản này là 400. Xây thì xe 36 thôi nè, 36.3 ha. 41.6. 11 ly. Dây dài mênh mông nè, xe 36 thì tay em 16. 16 năm đeo ok hết. Con này thì mình bán cho anh em là 200.000 thôi. 200.000. Bán cho anh em mua như một cục pin. Đó, anh em nào cần kiếm cục pin thì mua cục pin để đeo cũng được. Đó. Chạy chuẩn đẹp. Con này vỏ thép anh em. Cái phần khay, phần thân này nè, nó ốp một lớp thép ở trên, nó như em thấy ốp lớp thép này ha. Phần giữa là bằng nhựa lát tiếp, phần dưới nó là một lớp thép nè, nó có ghi gõ mà sao. Ten lít tiêu, ten lít tiêu pencil, nó ten lít tiêu lắc, tức có nghĩa là cái pencil này là bằng thép. Đó. Nhựa lát tiếp nằm đây, phần thép nằm ở sau. Dòng radio control solar mat nè, xe to có hai sĩ à, hàng của Citizen nha. Chạy cái máy là cái máy HR15 đó nè, HR15. Xây của nó cũng bự nè, 38 năm. Nó ba cốt chỉnh nè, 41, 44 chứ. 9.8 dây thì dài mình mong. 200.000. Tiếp theo là con này, con Engine. Con Engine này còn mới kính thì chưa thấy chày. Giá thì rẻ tặng cùng của thế giới luôn. 6 kim 3 cốt, sản xuất tại Nhật. Nó made in Saban đàng hoàng ha. Engine H. Chống nước 53 ha. Máy xây 37 nha. Có lịch 24 giờ, đồng hồ đo thời gian. Nó bấm bắt đầu chạy. Dây dài. Xây mặt 37 nha. Càng 42. Dài 9.6. Dây dài nha. Dây con này thì tay mình chắc đeo ok 51 thôi. Chắc cũng dư nữa. Rộng. Dây này con tay 18. Đó. Có 250k nè. Hàng anh ghiên của Seiko nha nè. Chứ không có gì xa lạ. Bấm nó dừng nè. Bấm trả về ha. Rồi chuẩn nha. 250. Tiếp theo con này. Con Engin, con này còn Engin nha, Engin của Mỹ nha. Vỏ phai xước còn nguyên, tất cả thép không gỉ nha, chống nước là 100m. Đó, pin là SL927 có ghi nha, 927 thì pin to ha, sản xuất tại Nhật. Đó, rất là cụ thể luôn, mặt đẹp chưa chạy xước, niền có xay, vỏ nè, phai xước còn nguyên hết, chưa có một vết chày ha anh em. Nó có bấm giờ thể thao, có báo thức, nó bấm giờ thể thao, có báo thức, giờ có lịch, mình coi lịch được luôn anh em. Đó, nè cái này nè, đó, thứ bảy ha, Saturday ha, 27 tháng 7 ha. Bốn sĩ con này, xe to, xe 39 là anh em. 48, bản này còn phá ghim luôn nha. 11 ly. Phá ghim nó nè, dày cộm luôn. Nó không có dập logo nhưng mà nó là phá ghim theo nó, không dành chữ ghim của nó nát hết rồi. Đó, xe to đeo đẹp nha, có báo thức, có lịch cho nên coi luôn, có kim luôn hết.
Kim cọc thì dạ quen. Tiếp theo một con xương cá, con này 450 ha, con này rất là mới luôn. Hàng mới tinh luôn. Nền có sai nha. Kính thì chưa thấy dấu hiệu của sư chạy vậy nè. Lông mèo thì cũng chưa có, còn rất là đẹp. Đầu mi còn nguyên, đầu mi vàng còn nguyên đẹp hết. Dây đúc đặc ha. Dây viên của nó, logo hãng ha. Còn cái siêu này lâu ngày nó bị gỡ ghẻ còn chưa bóc ra nè. Chứ không có gì đâu. Mong đích sấy đàng hoàng ha. Còn siêu ni lông mới kèn hết, không có dấu hiệu gì chạy chỗ gì đó nè. Đó, đẹp. Anh em thích sơn cá lấy con này đẹp nè. Mới ghẻ đẹp ha. Xây nó nếu mà không đo ngay cái này, mình đo ngay cái đường này thôi là nó rơi vào khoảng 36.5 nha nè. Đó. 36, 36.5. Thì nó làm nhô cái này ra là nó nhô này ra thôi. Đầu càng nó sẽ rơi vào khoảng là 45 nha em. Độ dày là 9.4, con này anh em an tâm về cái độ mới nha, mới lắm. Chống nước cao, nó chống nước nó tới 200 mét nước. 200 mét nước cho con này ha. Núm chắc núm ren rồi, núm ren dặn, dạ quang còn sáng nha. Núm cổ chai ha anh em, dặn ra chỉnh thôi. Dây còn dài. Nó khá hai tầng, dây còn dài lắm, này 18 hơn đeo dừa. 4 xị thôi, nguyên con, nguyên cục thép nặng luôn. 450 con này chứ. S39. Này xây bình thường. Tiếp theo có con này. Con này nó chạy pin kim trôi mà nó chạy kim nhỏ mới đọc. Đã lắm. Aramid, này có xây gió thép, còn mới tinh luôn nha nè. Aramid. Hàng Nhật ở đây á, nó còn cái siêu chưa có bóc. Chống nước là của nó là nó rơi vào khoảng là 50 bao nhiêu ta? Chống nước 53 nè, 50 mét mà mong đích sấy, nó hàng sản xuất tại Nhật nha, da bằng ha. Thép không gỉ toàn bộ có ghi nha nè, nó. À, stainless steel nha nè. À, stainless steel, thép này là thép rất là cao cấp nha nè. Có cái thép gì nè. Chứ không phải thép 316. Thép mình thấy người số 5 nó gì. Không có thép nó ghi đâu ta, ủa không có ghi anh em, nhìn lộn rồi, không có ghi thép, tưởng nó ghi thép mà thứ thép 516 hoặc thép cao hơn thì nó rất là xịn luôn. Đo ngay cái này nó là 38 đúng hay nè, 45, dày là 11 ly, đó. Con này thì dạ quen có nha. Dạ quen còn rất là sáng, nó sáng dữ lắm, sáng luôn. Test cái chôn gáp cho anh em coi nha. Kim dây chính hiện tại là cái kim cúng nó đang chạy nha nè. Nè chôn gáp nè. Đó. Em thấy cái kim đầu nó trôi đẹp không? Nó chạy nó trôi, nó không nhảy từ mắt, nó trôi mượt đẹp ha. Thì chắc cái kim đo thời gian nó chạy vậy thôi chứ không có trôi gì đâu. Nó chạy kiểu mượt. Đó. Đúng là kim nó chỉ phúc. Chỉ gì không biết mà nó chạy dạng gì đó, nó giống như kim trôi vậy đó. Còn này nó cũng vừa chạy dưới này luôn. Khi bấm dừng nè, đó. Đo thời gian thôi, trả về đủ hết ha. Rồi. Này có xay, xay 38, đeo đẹp. Dây thì dây xịn sò đàng hoàng nè. Dây Maruman của Nhật ha, còn rất là mới đẹp nha. Dây đẹp hết, dẻo nhẹo luôn. Dây Maruman. Dây này ok cho anh em mình xài thôi. May rất là kỹ lưỡng luôn. 550 con này nha, xe 38, dạ quen sáng lắm. Con này cũng 550 nè. Con này về là mình đã lên một bộ dây da bò xịn này. Đó dây mình đang bán bộ dây này 100.000 một bộ vậy. Dây rất là xịn sò ha. Đây mình lấy dây da bò này đúng là đẹp. Da bò dầu còn đẹp lắm nè. Đây nó đẹp. Con này nó vàng ươm đẹp lắm. Từng cái khía này luôn. Thép trắng tinh ha. Hiệu Charles Bogus ha. Tất cả thép không gỉ ha, chống nước là 100 mét, núm vàng ươm luôn, núm ren đàng hoàng ha, có lúp luôn còn sáng trưng nha. Mặt thì có một hai vết lông mèo nhỏ đó, lông mèo nha anh em, chứ không có chạy cái gì mà gờ vô cọp, lông mèo xíu à. Còn lại anh em thấy cái nước vàng của nó rất là đẹp luôn, con này đeo tuyệt vời mặt trời, nó phơm dáng nè, phơm nó đậu ngang gắn cái dây vô rất là đẹp nên nó không bị chống đồng hồ nha, đó. Đó, anh em thấy cái lằn ngang không?
không phải như nó ôm vô đây cái vòng tròn này mà nó chống ra một cái phản nhìn nó xấu nè. Còn này nó làm cái khay của nó là cái khay ngang đây nè, nó gắn con dây vô nó đã nè. Con này đeo bao sang nha nè, đẹp lắm. Nên đeo con này rất là đẹp luôn, niềng niềng khía đẹp lắm. 550 mình thích mẫu gì nè, đeo sáng cái tay mình lắm. Xây là xây 35 nha, 35.3 36 chứ, ba xây 36 nha, 36. Thước này nó hơi dít dít, nó hơi khó, nó chuẩn lên. Chuẩn là 35.5 là được chính xác nè. Đó. Nó dài nó tới 43, nó thêm chiều dài hơn đó, nó gì đó. Này là tay 16, 165 đeo con này lên mức gần luôn. Như tay mình hiện giờ là mình đeo con này là ok đó, mình 17 năm mình vẫn đeo đẹp bình thường như nè. Đâu có cần đeo cái mặt mà bự bằng cái bàn tay luôn. Rồi con này 550 ha. Mặt vàng tới ở trong luôn nè. Vàng cái mặt tới này ngoài luôn, núm vàng luôn, đẹp lắm. Cái form Golet mà không gài mình về con đó thấy là đẹp nhất. Con này cũng còn mới nguyên ha. Con này của nam thì 650 tới 750 một con. Citizen nguyên cây. Cái bản này được lắp ở chung mấy Nhật ha. Thép không gỉ toàn bộ chống nước 100m của Citizen Watco chính hãng nha nè. Sắt gạt luôn, mới lắm. Kính nè, kính có lông mèo một vết, góc 12 giờ ha. Đó, mèo. 350 rồi nè. Thì con này mình bán anh em không có mắc, đó, dây nó nè, đầu mi còn nguyên hết. Nó này thấy dây đẹp không? Chứ chưa có mò miếng gì hết đâu nè. Mấy cái dòng này thì đeo bền bỉ nè, cho nữ đeo. Đeo quen mấy cái bọn này sáng lắm nha, đó. Sáng trưng, đực nè. Citizen Ecoride nè, dòng chống nước cao 25. Bệnh hông anh em nhìn cái cạnh hông của nó nhìn rất là sáng đẹp ha. 31.5 nha. 89. Đó, bản này dây còn dài lắm, nữ thì chắc đeo vừa hết thôi. Không có gì phải lo. Có 350 rồi nè. Kính có vít xích nhẹ nè. Xích nhẹ ở trên đó thôi, còn đẹp. Con này 300. Con này đồng hồ của nam. Đó, nam mà nữ thì vẫn đeo được nha. Tại xây nó cũng có 3 máy thôi, 33. Dây da bò nghe đàng hoàng nha. Dây này lúc trước mình cũng có nhập về nè. Con này nước vàng nó rất là đẹp luôn nè. Nước vàng với cái độ mới nó đẹp nè. Bản này bản vỏ thép, nó thép không gỉ toàn bộ. Đắp ở chung nắp nó rất là sét nè. Mấy con năng lượng thì nó làm đáy kính lắm, mặc dù nắp ép thôi. Hàng năng lượng có lịch luôn. Nó xe 33. Vàng nó rất là đẹp nè. 40. 8 ly đúng nha. Bản này thì 300 ngàn. Nó đơn giản tinh tế thôi, sang trọng, nhìn thấy đó, đeo lịch sự lắm. Tiêu chuẩn một cái đồng hồ cơ bản. Con hàng xịn sò này do xe nó hơi nhỏ thôi. 450 ha, nhưng mà được cái bộ dây xịn đó, bộ dây da bò lộn. Đẹp ha, xe 18. Bọc vàng 20 gram 18k đàng hoàng nha. Nhìn cái nước vàng nó thì em biết rồi, nó xuất sắc ha. Oridoc nó có xăng sao lịch ngày lịch thứ ha. Con này hàng xịn đó anh em, chứ không có hàng đơn giản đâu nha. Nhìn cái đồng hồ, cái chất liệu, cái gia công của nó, cái đồ hoàn thiện cái đồng hồ đó, đẹp lắm. Nhìn long lanh lên, tại xây nó hơi nhỏ, hơi kén chút xíu. Xe 31 thôi nè, nó 31 thôi. Tay nào 15 năm 16 đeo được nha. 33.5 hoặc là cái sở thích mình đeo đồng hồ nhỏ như mấy chú đeo đồng hồ xưa nhỏ xíu đó, 7.5 thì có thể quất con này thôi. Nó lên tay nó vậy nè, nhìn kính nó hơi lò nhẹ ha, đẹp lắm. Tại nó hơi nhỏ thôi, nó bự bự, giá nó 7-800 là bình thường đó. Con này mình cũng sell mạnh luôn anh em, 4 xị thôi, mặt đỏ đẹp, kính vỏ thép nguyên con, dây thép đúc đặc dày cộm luôn, zin hết nguyên cây, mâm đít sấy nha, thép không gỉ toàn bộ nha, độ chống nước 5 ATM. Đó. Mặt con này 6 kim 3 cốt không có lịch nha, bấm cái chronograph nó chạy rồi, đó. Bấm dừng ha, chronograph là cái kim nhỏ dưới đây nha nè, bấm trả về đó,
chứ không phải là cây kim dài. Nó ở dạng dạng này không thường gì bên chronograph nhiều như nào. Nó vẫn chạy kim dài là kim chính. Có lịch 24 giờ nha, con này không có lịch ngày. Bản này bản đồng hồ thể thao thôi, mặt đỏ quyết. Kim cặp hay dạ quang. Rồi con này 400 nha nè, 400 dây dài bên bông. Xây nó thì cũng ok đó nha, chứ không có nhỏ nha nè. Xây 38 mấy, gần 39. Cái càng này đo ngay hai cái này luôn chứ đo đâu giờ. 48 ha, 48 49. Dày là 10.4, nó làm cái form đồng hồ nó tấm cái mỏ ở trên lại nè, nó tấm ở trên lại, ở dưới nó bự ra. Như cái chấm. 400, con này đeo cũng sang lắm nha nè. Đẹp lắm, đó. Lên tay nó sẽ như vậy nè. Nếu mà thích cái form này thì con này nó quá rẻ rồi. Một con thép túc đặc. Con này cũng vậy thôi. Bản này dây zin phá zin còn ha. Dây hay cũ mình thay dây vào, dây vào cái 6 mới vô. Vẫn giữ nguyên giá 850 nha. Đó, CNC luôn. Khắc cạc, ốp carbon giống như nè. Đồng hồ xịn nó mới làm này, em chắc không ai khùng tự nhiên làm này nha. Nó có nhìn em hỏi sao cái này nó bị gì. Thì anh em nghĩ nó đúc nguyên cái phôi thép nó liền luôn, nó dễ anh em, nó đậu tốn công. Còn người ta đã cố tình người ta khắc, nó khắc cái này laser này dễ lắm. Nó khắc như cưa lọng nó lọng cái thép này đó. Nó ốp carbon nó giống. Nó rất là chi tiết luôn, cầu kỳ ha. Đồng hồ này sapphire nguyên khối nha, kính sapphire. Thép không gỉ nha. Nó mặt nó nè. Cái viền anh em thấy chưa có miếng cắn móp ha. Viền thép. Kính thì sapphire không có chày gì đâu. Đó. Có lịch đàng hoàng ha. Kim dây chính là cái kim nhỏ dưới đây. Đó. Kim dài là kim chronograph bấm nó chạy nè. Có dạ quang luôn ha. Bấm dần. Bấm trả về, chỉnh hãng. Cái form này xe nó to nha nè. Tay anh em cỡ khoảng 17 trở lên thì đeo vừa con này. Còn 16 năm thì miễn cưỡng vẫn đeo được. Chứ 17 trở lên mới đẹp. 45 thôi. Càng nó sẽ rơi vào khoảng 52, mặt dày là 11 đi. Thì anh em mua mình dây da zin của nó còn, mình sẽ gửi cho anh em luôn, không có giữ cái gì hết nha. Mã cuối cùng ngày hôm nay là con này. Con này là một cái con đồng hồ Yam của Seiko nha nè, niền không xây. Còn mới cống luôn. Cái siêu chỗ này còn miếng nè, thấy không? Nó còn miếng siêu này chỗ bóc nhìn cái dây nó nằm đó. Đóng bụi thì chứ đẹp keng xà beng luôn. Nó là hàng cơ tiếp sức cho nè. Pin khỏe nha, con này pin còn tốt, lắc chạy hồ chạy một giây luôn á. Chống nước 100m ha, con này được lắp ráp ở Malaysia nè, nó khay Malaysia, máy thì Mỹ Nhật. Hàng M3 thì nó để đóng chữ sao băng vô cái búa nha nè. Máy thì Mỹ Nhật đàng hoàng. Nó trong cái máy nó có in nè. Trong cái dòng trong nó in chữ Seiko nha nè. Đó, máy của Seiko nha, đó Seiko. M3 thì của Seiko ha, mình chép thì ra ha. Con này mới cống luôn thì đeo đã lắm. Nó dạng hàng cơ cơ tiếp sức đó, mình mới cầm thôi là cái kim nó nhích nhích rồi đó. Nó khỏi lắc nha em, anh em cũng tận mắt chứng kiến nhưng mình chưa có lắc gì hết nha. Thì pin nó pin khỏe nó mới được vậy nha em. Thì về mình lắc cho nó sạc thêm nha em. Con này còn siêu, mình nghĩ là pin còn khỏe lắm. Nhưng mà mấy con này là mình bán chuyện từ xử thôi. Mấy cái hàng này cho dễ mua bán. Hàng cơ tiếp sức. Mới cầm lên thì nó chạy rồi đó. Đó. Mới tin luôn mà con này được cái xe lớn, xe to lắm. Xe lớn ra đẹp, lộ máy ha. Xe 40, rất là mới. Đó. Còn siêu thì độ mới của nó, anh em nhìn nó rất là đẹp nha. 44.7. Con này anh em về lên một viên pin mới cũng xứng đáng đồng tiền luôn. 11.6. Cơ bản hay cái đồng hồ còn rất là mới. Đó. Mình muốn chơi thì mình chơi cho tới mấy con này nữa đó. Chị bên để mua pin mới lắp vô là xài thôi. Hoặc là mình để bên này mình lắc cho nó. Mình nghĩ là lắc sạc vô ok nha, gây chưa cắt mắt. Nãy cầm lên nó chạy rồi đó, nhúc nhích nhẹ thôi. Thì lắc lâu lâu thì nó chạy xuống 1 giây. Để lâu ngày và tháng đâu có sạc đâu. Nó còn nhích 2 giây. Rồi 550 con này nha, xây to, dây dài.
rồi kết thúc clip tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em theo dõi tới giờ phút này nha. Nếu trong thời gian anh em theo dõi có con nào không nghĩ mình có tua quay video qua anh em đó, chứ quay thì phải diễn tả hết. Rồi chào mọi người nha, hẹn mọi người tiếp theo. Anh em mua hàng liên hệ Zalo mình nha anh em.